Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Magic News của MAC TV. Đây là số thứ 2. Và như các bạn đã thấy thì hôm nay Mời các bạn xin giới thiệu, tôi là Trường Man. Và bên tay trái tôi đây là Mạnh. Mạnh Open. Hay được gọi là Mạnh Dạng, Mạnh Mở. Không phải Mạnh Vừa đâu. Sau đây là phần điểm tin chính. Đầu tiên là các tin trong nước. Tôi xin phép đưa đến các tin trong nước trước. Vâng, ngay đầu tiên quý vị và các bạn có thể thấy rằng trong thời gian qua, cụm từ mà dân ảo thuật nhắc đến nhiều nhất đó chính là giải mã Nguyễn Thành Nam. Vâng, một cái tên rất hot trong thời gian qua. Nguyễn Thành Nam, một nhân vật tôi cũng xin không bình luận ở đây nữa, tại vì các bạn, nếu mà các bạn đã quan tâm thì chắc chắn các bạn đã biết đến cái tên này. Một cái tên rất là nổi tiếng. Không thể không có từ gì khác để nói, nó rất nổi tiếng. Và dư luận cộng đồng mạng thời gian qua là rất là xôn xao với những cái clip giải mã hay là các cái phản ứng của anh Trần Đình Quý, và những cái phản ứng này chúng nó rất là lộn xộn. Chúng tôi sẽ chỉ đưa, các bạn đang nhìn thấy những cái hình ảnh này, chúng tôi chỉ đưa cái hình ảnh cho các bạn tự nhận xét, chúng tôi sẽ không đưa ra ý kiến bình luận của chúng tôi. Thêm một thông tin nữa là nếu các bạn chưa được biết thì anh Nguyễn Thành Nam ngoài giải mã ảo thuật ra, anh còn mới kiêm thêm cả giải mã bài hát. Bài hát đúng không anh? Đúng rồi, là bài hát đó. Không phải Dạng đúng không anh? Không phải. À không phải Dạng Vừa đâu. À không phải Dạng Vừa đâu, Dạng Bé thôi. Anh nhầm. Dạng to ra, đừng Dạng Vừa. Ý là như thế. Vâng. Vâng. Sơn Tùng MTP có ra một bài hát mang tên là Không phải Dạng Vừa đâu, đúng thật. Trước giờ tôi vẫn biết Sơn Tùng MTP không phải Dạng Vừa đâu. Vâng, thưa các bạn, tôi vừa thực hiện một ảo thuật kinh dị nhất của đất, biến Mạnh Open thành Toyo. Và như các bạn đã thấy thì chúng tôi đã vừa đưa đến những cái status gây chấn động dư luận ảo thuật trong thời gian qua. Mặc dù là chúng tôi không nêu quan điểm cá nhân của chúng tôi về vấn đề này, tuy nhiên là tôi cũng, chương trình cũng mong muốn gửi đến với các ảo thuật gia là nên khi mà chúng ta nói chuyện với nhau thì cũng nên dùng các cái ngôn từ lịch sự một chút. Không nên thô lỗ quá, để cố gắng giữ cho cái cộng đồng ảo thuật chúng ta ngày càng phát triển và lớn mạnh. Vâng, thưa các bạn, một số tin tức mới nhận được. Vâng, một clip về một ảo thuật gia đang hot hiện nay. Vâng, thưa các bạn, nhắc đến ảo thuật gia vào thời điểm này thì trong giới ngoài giới đều nghĩ đến ngay một cái tên, đó là anh Tấn Phát, ảo thuật Tappy. Tấn Phát Acid biểu diễn cùng Sơn Tùng MTP được đăng lên đăng tải trên chất vl.com. Một clip khá là hay và tôi nghĩ các bạn nên xem qua. Các bạn phần tin trong nước. Hết phần tin trong nước đi. Ok đây rồi. Dạ. Sơ cho em coi nha. Camera thôi, đem một bài. Camera thôi, đem một bài. Dạ, ok. Rồi, kỹ lắm rồi đây. Bây giờ á, mình sẽ đẩy nó vô. Đây đến phần tin quốc tế. Thông tin đầu tiên chúng ta nhận được là sắp tới sẽ được có một lecture của Danny Lautis vào ngày 28 tháng 1 năm 2015, tức là ngày bao nhiêu ta? Ngày từ 4 ngày nữa thôi các bạn. 4 ngày nữa lecture của Danny Lautis sẽ được tổ chức. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cái lecture tại đây. Một clip nữa khá là đang được rất nhiều sự quan tâm, content cap pop up. Và trong clip của chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của những người rất nổi tiếng, Patrick Kuhn và Michael James. Started out hardcore, spinning on cardboard. Run up with a Tech 9, open your car door. Muy Caliente, selling weed around my friendway. Breaking bread with Diesel Don and Elder Sensei. And now I'm...
Vâng, sau đây là phần tin về MAC. Người đoạt giải trong cuộc thi tuần vừa rồi là bạn là một bạn có nickname. Sao mình nhìn tôi cũng cười đúng quá. Một bạn có nickname Facebook là gạt đi nước mắt. Vâng, xin chúc mừng bạn và thông báo về những cuộc thi sau. Chủ đề thì các bạn hãy chờ đợi ở anh Giang Phan, thì anh Giang Phan sẽ có những cái chủ đề cho những cuộc thi tiếp theo. Và sau đây tôi chỉ xin thông báo về thể lệ cuộc thi. Tôi xin thông báo lại và rõ ràng hơn. Các bạn có 7 ngày để gửi clip cho chúng tôi. Và dưới hai hình thức. Một là các bạn để clip gửi link YouTube, nhưng mà link là cả link private, tức là link có hình cái khóa ấy. Đó. Và hình thức thứ hai là bạn gửi trực tiếp cho chúng tôi. Nhưng mà phải gửi một cách nào đấy mà nó tức là bạn không được public cái clip này. Nếu trong 7 ngày, tức là chúng ta tôi làm gọi 7 ngày là vòng sơ loại, thì nếu mà trong khi đang diễn ra vòng sơ loại này mà clip của bạn bị lộ ra hoặc là bị post lên đâu đấy bất kỳ phương tiện nào nhá, thì clip của bạn sẽ được cho là không hợp lệ và sẽ không được dự thi. Sau 7 ngày, sau khi clip của bạn đã lọt qua. Sau khi clip của bạn đã lọt qua vòng sơ loại thì sẽ đến vòng chấm phần hiệu ứng, thì chúng tôi sẽ chấm như sau. Lượng like Facebook cộng lượt xem cộng like YouTube cộng lượt share. Lượt share Facebook đấy. Trừ đi lượng dislike trên YouTube. Sẽ bằng điểm hiệu ứng của bạn và sẽ cộng với điểm kia và tính trung bình. Vâng thưa các bạn, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Trong 7 ngày đầu tiên vòng sơ loại, nếu clip của các bạn bị công khai bất cứ đâu, chúng tôi sẽ không tính hủy bài dự thi đó, chúng tôi sẽ không công nhận bài dự thi đó. Mục đích của việc này là để cho tôi muốn đảm bảo rằng clip các bạn để tham gia cuộc thi của chúng tôi, chứ không phải là để không phải là một clip các bạn đã quay từ 2-3 năm trước không các bạn up lên làm chúng tôi không công nhận cái đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái công thức tính điểm về điểm hiệu ứng. Đây là điểm kỹ thuật chúng tôi sẽ chấm riêng và câu lạc bộ, ban quản trị của câu lạc bộ sẽ chấm. Còn điểm hiệu ứng sẽ do chính khán giả của các bạn chấm, chính những người xem sẽ chấm. Công thức tính điểm các bạn đã được biết ở trên, tôi xin để các bạn hãy nhìn được chưa? Được chưa? Ok. Thêm một cái lưu ý nữa. Vâng thưa các bạn, mọi clip bị phát hiện sử dụng kỹ xảo máy quay, hiệu ứng máy tính, cắt ghép một cách rõ ràng để phục vụ mục đích biểu diễn thì đều bị coi là không hợp lệ. Các bạn có thể cắt cảnh, ví dụ như là chơi đang vừa cầm bóc một bài mà nó bị rơi, các bạn cắt cảnh đấy đi, các bạn quay lại hoàn toàn không sao. Nhưng nếu các bạn đang biểu diễn bị lộ mà các bạn cắt chỗ đó đi, hay là nói chung là cái đó chúng tôi không công nhận, cái đó sẽ là camera trick và chúng tôi không chấm những bài dự thi sử dụng camera trick. Vâng, cái chủ đề cuộc thi sẽ được anh Giang Phan thông báo và chúng tôi cũng sẽ thông báo lại cái đó ở trên trang trên page chính thức của chúng tôi, MAC Magic Academy Club, như bạn đã biết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần review bài, một bài Tragic Royalty, một bài rất đặc biệt, khả năng phát sáng trong bóng tối. Bạn xem nhé. Với sự góp mặt của một ảo thuật gia người Mỹ, David O'Hare. Yo. Người Mỹ gốc Việt bốn. Rồi. Ok thưa quý các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ sau khi thực hiện unbox và review bộ bài Tragic Royalty, chúng tôi sẽ thử khả năng phát sáng trong bóng tối của nó. Thưa quý các bạn, đây là Mr. David O'Hare. Và sẽ thử bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng đèn, cái đèn này tôi không biết gọi đèn gì, đại khái nó màu tím. Và chúng tôi sẽ tắt đèn. Nào, tắt đèn đi. Alright, 1, 2, 3 and Wow! Cool, man. Back squat. Wow. Vâng thưa các bạn, và cách đây khoảng một tháng chúng tôi đã đang ngồi nghĩ cách làm sao chế được bộ bài như này. Và chúng tôi đã nhìn thấy nó. Comparison. Vâng thưa các bạn, đây là sự so sánh với quân bài của bộ Aladdin 1002. Bạn cùng một ánh sáng. Chất cơ rất là rõ, chất màu đỏ rất là rõ, quá tuyệt vời luôn. Đó các bạn, Forest trong bóng đêm thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Để không fan rồi. Try fan.
Yeah, I heard the sound. Yeah. I heard the sound. And so ending is, yeah, yeah, they glow in the dark, so the cool. Okay. Yeah. Okay. Các bạn nó không phải thấy đâu. Đó, các bạn có thể thử. Ôi, ngoài này nhìn đẹp quá mà trong này chả nhìn gì kìa. Dí các bạn hình lấy nét ra. Ờ, ngoài này nhìn đẹp quá. Gỗ này mình đã từng có rồi nhưng mà mình không biết nó phát sáng trong bóng tối. À mình tưởng, à đúng rồi, mình tưởng là nó phát sáng trong bóng tối. Nhưng không phải nó phát sáng mà là phải có ánh đèn quang, phản quang. Đây là phản quang. Cái đèn kiểu khác rồi. Đây các bạn, đây là dưới ánh đèn bình thường, ánh đèn trắng bình thường, con vải rất bình thường. Đây gì xảy ra cả. À, thưa các bạn, vâng, nếu các bạn nhìn thấy cái mặt sau của nó là màu đỏ. Yeah, đây các bạn, đây là màu đỏ. Nhưng khi tôi đổi sang này màu tím thì đây các bạn nhìn thấy đây là màu cam. Rất là tuyệt vời luôn. Trong này vẫn nhìn thấy màu đỏ. Yeah. Red. Orange. À rồi. Từ từ lại đi. Đổi đèn lại đi anh. Red. Rồi. Đã nhìn thấy đang thấy rõ rồi. Orange. Vâng, thưa các bạn, tôi xin review tiếp về sản phẩm đèn laser. Có cả laser. Đấy, các bạn thấy laser chưa? Bán 15.000 tại A8, Khương Thượng. Ok, bật đèn lên đi. Ok, thank you Mr. David O'Hare and yeah. Và tắt.